Chào các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ tiếp tục làm video hỗ trợ các bạn trong chương trình Lấy Gốc Tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thì, đó là thì quá khứ hoàn thành. Đây có thể được gọi là một trong những thì ngắn nhất trong tiếng Anh. Nhưng mà trong tiếng Anh mà thì mà càng ngắn thì lại càng khó cho các bạn xác định. Bởi vì chúng ta sẽ đa phần là chúng ta sẽ phải căn cứ bằng phần dịch của câu mới làm được. Câu sẽ có như sau, thì quá khứ hoàn thành. Có cách dùng là diễn tả những hành động đã xảy ra và hoàn thành trước hành động khác trong quá khứ. Ví dụ cô có câu như sau. When my grandfather retired last year, he had worked for that company for more than 40 years. Thế thì khi ông tôi nghỉ hưu vào năm ngoái thì ông đã làm việc cho công ty ấy được 40 năm rồi. Vậy thì cô sẽ có là ông đã làm việc cho công ty được 40 năm tính từ bao giờ? Tính tới năm ngoái. Vậy là cô sẽ là diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ, đúng không? Trước một mốc khác trong quá khứ. Tính tới năm ngoái thì từ năm ngoái đổ về trước là ông tôi đã làm việc trong công ty được 40 năm. Vậy thì công thức của thì quá khứ hoàn thành có công thức như sau. Đó là chủ ngữ cộng với had cộng verb phân từ 2. Công thức câu phủ định sẽ là chủ ngữ cộng với had cộng not cộng verb phân từ 2. Với cấu trúc nghi vấn, câu nghi vấn sẽ là had cộng chủ ngữ cộng verb phân từ 2 nhá. Giờ chúng ta sẽ có như sau, dấu hiệu để nhận biết thì quá khứ hoàn thành. Đó là có anh before. Before sẽ áp dụng một quy tắc là mệnh đề có before thì chia quá khứ đơn. Mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Ví dụ, before I went home, I had finished my homework. Đúng không? Trước khi tôi về nhà thì tôi đã hoàn thành công việc. Mệnh đề có before chia quá khứ đơn. Mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Tiếp theo của cô đó là dấu hiệu của từ by the time vào lúc. Mệnh đề của by the time chia quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Vậy bạn có thể ghép cái by the time với before vào với nhau về mặt công thức. By the time you arrived at the station, the train had left. Vào lúc mà bạn đến nhà ga thì con tàu đã đi rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có anh after là sau khi. Mệnh đề của after chia quá khứ hoàn thành, mệnh đề còn lại chia quá khứ đơn. Ví dụ, what did you do after you had graduated from university? Bạn đã làm gì sau khi bạn tốt nghiệp đại học nhá. Mệnh đề có after chia quá khứ hoàn thành, mệnh đề còn lại chia quá khứ đơn. Chờ chúng ta sẽ có như sau này. Ngoài dấu hiệu đó ra thì bạn sẽ còn căn cứ cho cô bằng dấu hiệu sau. Đó là dấu hiệu người ta dùng by cộng với trạng từ của quá khứ. By cộng với trạng từ quá khứ chúng ta chia quá khứ hoàn thành. Ví dụ, by the end of last month, he had worked here for 20 years. Vào cuối của năm ngoái thì chúng tôi đã làm việc cho cái công ty, làm việc ở đây được khoảng 20 năm rồi. Làm việc ở đây được 20 năm tính đến cuối của năm ngoái. Vậy và bạn sẽ căn cứ cho cô vào phần sau. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng toàn bộ cái phần lý thuyết đơn giản đó làm cho cô bài tập sau. Với câu số 1, em sẽ căn cứ bằng after. Mình vào quy tắc là mệnh đề có after chia quá khứ hoàn thành. Vậy thì với câu này cô sẽ yên tâm chia được đó là have finished. Đúng không? Với câu số 2 này, khi chúng tôi đến sân vận động thì trận đấu đã bắt đầu rồi. Vậy cái hành động trận đấu bắt đầu trước khi chúng tôi đến, mà chúng tôi đến đó là quá khứ rồi, thì trước của quá khứ chúng ta chia quá khứ hoàn thành. Thì câu này cô sẽ chia được là had already và start đổi cho cô thành started. Câu số 3 của chúng ta có before. Cô có quy tắc là mệnh đề có before chia quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Cô sẽ chia câu đấy được là had. Và 1. Câu số 4 này có căn cứ bằng after. Cô sẽ có mệnh đề của after chia quá khứ. Mệnh đề có after chia quá khứ hoàn thành. Thì cô sẽ chia được câu này sẽ là had. Go đổi cho cô thành gone. Chờ, câu số 5 của chúng ta có before. Mệnh đề có before chia quá khứ đơn. Mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Vậy cô sẽ chia được câu này là had been. Câu số 6. Mệnh đề có before chia quá khứ đơn. Mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Thì cô sẽ chia câu này được là had done. Câu số 7 của chúng ta có after. Mệnh đề của after chia quá khứ hoàn thành. Thì cô sẽ chia được câu này sẽ là had cleaned. Đúng không ạ? Rồi cô sẽ có với câu số 8. Khi mà tôi đến bữa tiệc thì họ đã về nhà hết rồi. Vậy hành động họ đã về nhà xảy ra trước hành động chúng tôi đến bữa tiệc. Mà tôi đến bữa tiệc là quá khứ thì hành động về nhà sẽ phải chia quá khứ hoàn thành. Had gone. Câu số 9 của chúng ta sau by the time chia quá khứ đơn. Mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Vậy cô sẽ chia câu đấy được là had been. Và câu cuối cùng của chúng ta đó là by cộng với dấu hiệu của quá khứ chia quá khứ hoàn thành. Thì cô sẽ chia được câu này là had been.
Vậy từ 10 cái câu bài tập áp dụng này bạn có thể suy ra được công thức của thì quá khứ hoàn thành, đó là had cộng verb phân từ 2 nha. Các bạn sẽ cùng chuyển cho cô sang một phần thì sau, đó là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Chờ chúng ta sẽ học so sánh sự khác nhau giữa quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ, nhưng nhấn mạnh tính tiếp diễn của hành động. Vậy chúng ta sẽ thấy là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có thể giống với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, cùng để nhấn mạnh cái tính tiếp diễn của hành động. Nhưng mà hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì xảy ra trước hiện tại, đúng không? Xảy ra một quá trình tính từ quá khứ tới hiện tại. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, tức là tính từ một mốc trong quá khứ đổ về trước. Những cả cái thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn đều nhấn mạnh tính tiếp diễn của hành động. Ví dụ, I had been thinking about that before you mentioned it. Chứ là tôi đã nghĩ về điều đó trước khi mà bạn đề cập tới nó. Tại sao người ta lại dùng had been thinking ở trong trường hợp này? Vì nó nhấn mạnh cái tính tiếp diễn của hành động, tôi đã suy nghĩ rất là nhiều, đúng không? Ngoài ra nó còn diễn tả hành động là nguyên nhân của một điều gì đó trong quá khứ. Vậy với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nó diễn tả một hành động cũng là nguyên nhân của một điều gì đó trong quá khứ, nhưng mà tính tới cái thời điểm hiện tại. Diễn tả hành động đó là cái nguyên nhân của một điều gì đó mà nó để lại cái dấu hiệu hiện tại. Thế còn thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là diễn tả một hành động là nguyên nhân của một điều gì đó trong quá khứ. Ví dụ nhé, She didn't pass the final test. She didn't pass. Thì cô sẽ có từ didn't pass của chúng ta là quá khứ. Cô ấy đã trượt cái bài kiểm tra cuối kỳ. Đây chính là nguyên nhân này. Đây chính là kết quả của cái việc làm sao? Vì cô ta đã không đi học. Vì cô ta đã không đi học nên cô ta trượt rồi. Thì cái việc cô ta không đi học là hành động xảy ra trước thì phải chia quá khứ hoàn thành đã, đúng không? Nhưng mà cái việc mà cô ta đi không đi học chính là nguyên nhân cho cái kết quả này, nên chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Công thức của quá khứ hoàn thành tiếp diễn có công thức như sau. Đó là công thức là had cộng với been cộng verb in. Với phủ định người ta chèn thêm từ not và đằng sau từ had thôi. Còn cô nghi vấn người ta đảo had lên trước. Rồi chúng ta sẽ có như sau. Dấu hiệu để nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn này. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn không có dấu hiệu để nhận biết ngoài việc căn cứ vào cách dùng và dịch câu. Nhớ nhá, vậy là khó rồi đúng không? Thì câu sẽ có như sau. Họ đã chơi tennis từ ngày hôm qua. Lửa giờ sau khi họ bắt đầu chơi thì trời đổ mưa. Vậy thì câu sẽ có như sau. Viết lại câu này là họ đã chơi tennis được khoảng lửa giờ thì trời bắt đầu đổ mưa. Vậy thì cái hành động trời bắt đầu đổ mưa của cô là hành động xảy ra sau. Vậy đầu xảy ra sau của chúng ta sẽ chia quá khứ đơn. Thì cô sẽ chia được từ start, đúng không? Hành động họ đã chơi được lửa giờ là hành động xảy ra trước thì sẽ phải chia quá khứ hoàn thành. Nhưng câu này nhấn mạnh tính tiếp diễn của hành động, tức là họ đang chơi thì trời đổ mưa. Thì cô sẽ chia câu này là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, had been playing. Xong câu đấy của chúng ta. Với câu số 2 này, tôi đã sắp xếp để gặp Tom trong quán ăn, trong nhà hàng. Tôi đến và đợi anh ta. Sau 20 phút thì bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tôi ở nhầm quán, tôi vào nhầm quán. Vậy gì là tôi đã đợi anh ta được 20 phút thì tôi mới nhận ra là tôi nhầm quán. Vậy cái hành động nhận ra là hành động xảy ra sau. Thì sau bạn sẽ chia cho cô được đó là từ realize thêm D. Nhưng mà lúc mà tôi nhận ra thì tôi đã đợi anh ta được 20 phút rồi. Tôi đã đang ngồi đợi anh ta được 20 phút rồi. Nhấn mạnh tính liên tiếp của hành động. Thì cô sẽ chia câu đấy là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì nó sẽ là had been. Had been. Sau đó nó thì đến gì ạ? Waiting. Rồi, tiếp nha. Xong, had been waiting. Sau này cô sẽ có câu số 3. Sarah có một công việc trong nhà máy. 5 năm sau đó thì nhà máy nó đóng cửa. Vậy là vào cái lúc mà nhà máy đóng cửa là hành động xảy ra sau, đúng không ạ? Thì cô sẽ chia được đó là từ close. Vào lúc mà nhà máy phá sản thì Sarah đã làm việc ở đó được 5 năm rồi. Làm việc trong suốt 5 năm liên tục, nhấn mạnh tính liên tục của hành động. Cô sẽ chia câu đấy đó là had been working. Được không ạ? Vậy thực ra thì bạn thấy là cái sự khác nhau giữa quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn về cơ bản nó chỉ là chủ ý của tác giả để nhấn mạnh thôi. Thế vậy, tôi đến buổi hòa nhạc tuần trước, dàn hợp xướng bắt đầu chơi. Sau khoảng 10 phút thì có một người đàn ông trong cái số khán giả bắt đầu la hét. Vậy cô sẽ có là dàn hợp xướng đã chơi được 10 phút thì người đàn ông trong cái đám khán giả, đúng không ạ? Trong nhóm khán giả bắt đầu mới la hét. Vậy cái hành động mà đàn ông la, người đàn ông la hét kia chia quá khứ đơn cho cô thôi. Vậy cô sẽ chia được câu đấy sẽ là started. Chờ dùng động từ cô là started. Vậy cô sẽ có là cái dàn hợp xướng đó đã chơi, nhấn mạnh tính liên tục. Thì cô sẽ chia được đó là had been playing. Rồi cô sẽ có với câu số 5 của chúng ta này.
Tôi đã bắt đầu đi bộ được khoảng 10 phút trước. Sau đó một chiếc ô tô dừng lại đằng sau tôi. Vậy là tôi đã đi bộ được khoảng 10 phút thì mới có chiếc ô tô dừng lại đằng sau tôi. Thì hành động đằng sau của chúng ta, hành động dừng lại sẽ chia quá khứ đơn stop. Đúng không? Nhưng tôi đã đi bộ được 10 phút, nhấn mạnh quá trình tôi đi bộ. Cô sẽ chia câu này sẽ là had been walking. Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn, giúp các bạn hiểu được về thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Yeah. Chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta sẽ có thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cho cô sang một dạng bài tập. Đó là chúng ta sẽ làm bài tập trộn của cả 4 thì quá khứ vào với nhau nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển ra phần video tiếp theo.